Vân Lan Cẩm Thúy xin kính chào cô chú anh chị các bạn. Hiện tại đang là phiên tối của ngày 31 tháng 12 năm 2019. Tối nay thì em lại tiếp tục lên một cái mã hàng châu lỗi lá thanh lý nhé cả nhà nhá. Còn một ít ạ. Còn độ khoảng bằng này đơn thôi cho nên là em thanh lý nốt cho các bác này. Giá rẻ sập sàn nhá. Đơn hàng của ngày hôm nay thì em vẫn bao ship nhá. Áp dụng trên cái đơn hàng châu lỗi lá này nhá cả nhà nhá. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229. Địa chỉ Vườn Lan nhà em là đối diện số nhà 1010, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Bên cơ sở Lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc, khi mà các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Và có một lưu ý nhỏ là bên nhà em thì có dịch vụ đồng kiểm. Nên là nếu mà khi mà mọi người kiểm tra hàng có sự có mặt của bưu tá đấy ạ, mà bên nhà em có xảy ra thiếu cây hoặc là cây bị lỗi như nào thì là các bác có thể gọi điện trực tiếp, em sẽ giải quyết cho mọi người. Còn khi mà các bác đã nhận hàng, hàng về đến tay mọi người rồi đấy ạ, không có sự đồng kiểm của bưu tá mà cây thiếu hay là cây bị lỗi thì lúc đó thì nhà em hoàn toàn không chịu trách nhiệm nha mọi người nhé. Vì là em cũng nói rõ với mọi người là bên nhà em có cho khách kiểm tra hàng, cho nên là khi mà các bác nhận hàng thì mọi người cũng bỏ ra một chút thời gian kiểm tra hàng trước khi mà mình nhận hàng, để tránh một số cái trường hợp thật ra là cũng không phải là thiếu hàng hay là bị hỏng hàng đâu ạ. Nhưng mà để tránh nhá, cái đấy thì nó cũng là hãn hữu thôi ạ. Đây, phiên ngày hôm nay thì em có tất cả là 16, 2, 21 mã. Có 21 mã, em sẽ đánh từ mã M1 đến mã M21. Trung bình cây thì sẽ dao động từ mã 7 cây, 15 cây nhá cả nhà nhá. Sau đây thì em sẽ đi vào báo giá chi tiết từng mã một này. M1 này, 7 cây 600. Cái này cũng nói rõ với các bác nó là cái hàng lỗi lá nhá. Lỗi lá là nó đây này, nó bị cháy, nó bị cháy hoặc là nó bị cắt lá thôi chứ còn nói không với hàng bị thối nhá. Cây như này thì gần như là cây nào cũng đang có nụ rồi đấy ạ. Cái mã M1 này của em 7 cây 600k này. Đối với những cái mã hàng mà ít cây như này thì em sẽ quay chi tiết cho các bác nhá. Còn những cái mã hàng mà nó cứ từ 15 cây đấy ạ, một đơn 15 cây thì em sẽ chỉ quay 1-2 cây đầu thôi. Còn toàn bộ là hàng không có hàng thối nhá, không có hàng thối, đảm bảo là không có hàng thối. Còn cái mã hàng này nó là mã hàng lỗi lá thanh lý, em cũng nói rõ ngay từ đầu video rồi nhá. Mà hàng lỗi lá thì tất nhiên là không có hàng đẹp rồi ạ. Đây mã M2 này, 7 cây 550 này, con này con lá mít này. Đây em sẽ xoay từng mã một, từng cây một cho mọi người. Bảy cây 550. Tiếp theo sang M3 này, mã này là mã 5 cây nhá, 550 này. Trung bình 101 một cây này. Một này. Cái này nó là châu Thái cho nên nó sẽ có rất là nhiều màu hoa. Như là màu cam lửa này, màu trắng này, trắng tím này, hoặc là cái màu bông mai cánh viền nhá, bông mai cánh viền. M4 7 cây 650. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 cây 650k M4. Tiếp theo sang M5, 7 cây 530. Đây nhá, những cái vết này mọi người này, nó đã khô hết rồi ạ, nó đã khô hết rồi nhá. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, gần như là 100% cây nào cũng đang còn nụ hết rồi ạ. 530 M5. Sang M6 cũng là mã 7 cây của em ạ, 630 này. 1 này, 2 này, 3 này, đây con này con là mít nhá. 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 cây cho M6, 630k. M7 7 cây 580k này. 1 này,
2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 cây, 580. Sang M9 này, M9 cái mã này là mã 15 cây của em nha các bác nhá. 630k đây, form cây nó sẽ như thế này, đều đều nhau nhá. Đây, không có hàng thối nhá, không có hàng thối này. Đây ạ. Tiếp theo là số 10, mã số 10, 15 cây 700. Đây mọi người nhìn này, mướt luôn nhá. Mướt luôn này. Trong một cái mã hàng này thì nó chỉ có một vài cây nó bị lỗi thôi nhá cả nhà nhá, chứ không phải là cây nào cũng bị lỗi hết đâu ạ. Mã 11 này, 15 cây 600. Như mà các bác đã theo dõi video nhà em nhiều đã thì mọi người cũng biết là đối với cái hàng bóc này này, bóc rừng hay bóc trụ, hàng Thái hay hàng Việt Nam thì là cái thuộc tính của nó là hàng bóc, cho nên là thường thường là lá chân của nó sẽ không đẹp nhá. Đây hàng này. Đấy. Xanh mướt luôn, 15 cây 600 cho M11. Tiếp theo sang M12, 15 cây 600 này. Mít này, con này còn là mít nhá. 15 cây 600. Những cái hàng này thì nó là hàng cây nhỏ, những các bác mua về để làm giống đó. Những cái cây nhỏ như này thì nó có cây đang có nụ, có cây thì chưa nhá. Tiếp theo sang M13, 15 cây 580. Đây. Đây, mọi người nhìn cái đầu lá là có thể biết được luôn nhá. Bán biết được luôn nhá. Nó không lỗ nhiều lắm đâu ạ. M16 ạ. M14 này, 15 cây 580 này. M14, 15 cây 580 nhá. Đây. M14. Tiếp theo xong M15, mã này mã 7 cây này. Đây, 7 cây nhá, 7 cây thì sẽ quay chi tiết từng cây. Đây là mã ít cây mà. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. Đấy. Gần như là còn đẹp nguyên nhá cả nhà nhá. 550k 7 cây mã 15. Tiếp đến mã 16 là mã 15 cây 600 này. 15 cây 600k nhá. Đây. Mã 16 xin lỗi mọi người, mã 16 15 cây ạ. Nói nhiều quá thành ra nói nhiều đấy. Xanh mướt luôn nhá. Sang mã 17 là mã 15 cây 500 này. Đây này. Mã hàng cây giống nhá, nhỏ xinh này. Đây, form cây nó sẽ như thế này, đây mọi người nhìn này. Còn đẹp nguyên nhá, còn đẹp nguyên luôn đấy ạ. Tiếp theo sang mã 18, 15 cây 600k. Đây. 15 cây 600k này, mã 18 này. Đây nhá. Đến mã 19 ạ. 15 cây 650k này. Đến mã 20, 15 cây 550 này. Đây nhá. Mã 21, 16 cây. 16 cây, 620k cho mã 21 này. Có 16 cây nhá, 16 em đây. 620. Đó, ngoài cái hàng Châu Thanh Lý này ra thì em còn một số cái mã hàng giống khác. Một số cái mặt hàng giả hạt nhá. Giả hạt Di Linh này, hàng thân nù lá mít nhá. Một cốc như này em bán với giá là 100k. Trung bình một cốc này ạ, trung bình một cốc này nhá thì nó sẽ dao động khoảng tầm 2 thân trở lên. 1 đến 2 thân trở lên nhá, đây. Hàng thân nù lá mít đây, giả hạt Di Linh nhá. Cái chương trình bao ship ạ thì chỉ áp dụng trên đơn hàng Châu Lỗi Lá nhá. Nếu mà mọi người mua những cái đơn hàng này riêng lẻ ạ thì sẽ không được bao ship. Nhưng mà nếu mà khi các bác mua một đơn Châu Lỗi Lá gộp thêm
Một đơn như thế này thì sẽ được bao ship nha cả nhà nhá. Giả hạt di linh 100k này. Theo sang một cái mặt hàng là giả hạt đắc lây. Giả hạt đắc lây này cũng có giá là 100k, hàng thân nù lá mít nhá. Trung bình một cốc này thì nó sẽ dao động khoảng tầm 3 thân trở lên ạ. Đây, mít tròn xoe luôn nhá. Mít tròn xoe luôn này. 100k một cốc đắc lây. Em còn một mặt hàng nữa, nó là cái tali, giả hạt tali đây. Tali này thì một trung bình một cốc này nó sẽ có từ 2 thân trở lên nhá. Cái giả hạt tali này thì em bán với giá là 120k, đúng rồi. Đấy. Xin lỗi mọi người nhá, tali này là 130 nhá, 130k đấy ạ. Tali này là 130k nhá, em bị nhầm sang cái giá của cái hồng lâu mộng. 130k nhá, giả hạt tali 130, còn giả hạt di linh và đắc lây là 100k. Đó, sau đây thì em xin phép dừng video. Các bác có nhu cầu đặt hàng thì mọi người có thể nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp qua số điện thoại 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 giúp em ạ. Em chào các bác nhé.